Hello, em lại kính chào toàn thể bà con, cô bác, anh chị em làm máy nông nghiệp trở lại với YouTube cũng như là Facebook Cày Chảo Vũ Hải trong buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì như đã hẹn trước với lại anh em Bắc Ninh, anh em Thuận Thành Bắc Ninh thì ôn lắm rồi. Cái này quên, chưa có tên. Ba con này chưa có tên. Mới được có hai con có tên thôi. Như đã hẹn trước với lại anh em Thuận Thành Bắc Ninh, ngày hôm nay thì em bố trí là 2 dàn 5, 2 dàn 6, 2 dàn 4 lên đường về với lại anh em Bắc Ninh từ chỗ Từ Sơn chùa Phật Tích cho đến anh em Thuận Thành. Đấy. Đây là 6 em đã lên hình đầy đủ cho anh em đây rồi. 2 dàn 6 thì em lắp vào 5018, 2 dàn 5 thì em lắp vào máy 30 HP cho đến 4018. Và 2 dàn 4 thì lắp vào máy 24. Đây, 2 dàn 4 đây. Đó. 2 dàn 4 đã sẵn sàng. Đây là ngày hôm nay thì bên em là có 6 dàn cày cùng lên đường. Đấy, như thường lệ thôi. Thì em cũng quay lại một đoạn clip cũng như là video hình ảnh về sản phẩm chân thực bên em để gửi lên cũng như là đăng lên cho anh em vào tham khảo. Anh em nào có nhu cầu về sản phẩm bên em thì alo hoặc liên hệ hay là đến trực tiếp cơ sở bên em tại xóm 5 Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình, hoặc ngoài ra thì có thể đến số điện thoại là 0982 975 256 hoặc là 0936 975 256. Đấy, bên em đang cầm logo ra để in sản phẩm cũng như là tên của sản phẩm bên em lên, thương hiệu của bên em lên sản phẩm của mình. Nhiều đấy nhưng mà giờ này chưa có ngay. Có. Rằng không nói nữa đây. Tôi đi Nghệ An đến nhà thôi. Hôm nay tôi bị quọ vào gãy kìa. Tôi lùi ra nhà nó, tôi bị. In số điện thoại thôi. Chủ yếu là. Rồi, ok. Kẹo xấu thế. Xịt nó xa xa ra bay vào cơ thì là đấy. Thế thôi đấy, thế là đẹp. Cái kia ông đánh rộp ra, lột cả sơn. Số điện thoại đâu? Đúng rồi, nó mất cái chữ đấy. Ok, đủ rồi. Lên đường nhé. Đầu tư hẳn một ông ra đây quay. Cầm nó mới chứ thực. Hộ. Người ta hộ tôi chứ. Ông có một cái này để gọi thêm một ông nữa. Rồi. Đấy, ông gọi đi, gọi
kiểu quá mấy cây thì nổ tới cháu là được chứ không? Vừa đây đây. Em vừa đây em đánh từ trong ra ngoài. Thank you.
Thank you.
Máy em để điện thoại chỗ này chắc nóng quá này. Đơ luôn các bạn. Đấy em về phải tháo xác xô ra để chất lên này. Chuyến xe hôm nay thì đầy u. Quá trời. Năm trước à? Con năm xuống trước, con bốn xuống sau.